Xin chào tất cả các anh chị đang xem kênh YouTube của Tuấn Hương chuyên giày si chính hãng nhá. Hôm nay thì em lại lên mẫu giày thể thao mới cho mọi người nhá. Em về rất là nhiều mẫu mới cho nên là em sẽ lên lần lượt cho mọi người xem nhá. Mã đầu tiên nhá là một đôi đến từ thương hiệu Nike á. Mọi người nhìn này, rất là mới nhá. Rất là đẹp. Đôi này thì có mã là 30 nhá, chân 44 nhá. 30 này, chân 44 đi vừa các anh nhá. X30. Mã 30, chân 44 các anh nhá. Mã 30 này, chân 44. Đôi này thì có giá là 350k các anh nhá. 350k. Có giá là 350k. Tiếp theo lại một đôi Nike nhá. Đôi Nike màu đen ạ. Đôi này thì cũng rất là mới ạ, rất là đẹp. Đôi này đi rất là nhẹ. Nói chung là hãng Nike với cả hãng Dap là giày thể thao mà em thấy đi form nó rất là đẹp và nó rất là nhẹ. Đấy, rất là mới ạ. Đôi này thì có mã 22 nhá. Mã 22 size 41. Mã 22 size 41 ạ. Đôi này thì em cũng để giá là 350k nhé mọi người nhá. 350k. 350k. Tiếp theo lại một đôi giày đến từ thương hiệu Adidas nhá. Đôi này là đen pha đỏ. Đôi này thì rất là chơi, rất là đẹp. Nói chung là đi chơi tất cả các bộ môn thể thao ấy thì đi những cái đôi như này nó rất là nổi nhá mọi người nhá. Em zoom gần cho mọi người xem này. Đấy, đế rất là mới. Giày này là mới khoảng 99% đấy mọi người ạ. Đôi này thì có mã là M1 nhá, size 42 nhá. M1 size 42 đi vừa nhá mọi người nhá. M1 size 42 ạ. Đôi này em để giá là 300k các anh nhá. 300k này, rất là mới này. Tiếp theo lại một đôi Nike nữa nhá. Đôi Nike này thì chân cũng 42 nhá. Mã 28 chân 42. Mã 28 chân 42. Em zoom gần này. Đấy, rất là mới ạ. Đôi này thì em để giá là 300k thôi thôi nhá. 300k. Đợt này em lấy về rất là nhiều màu tối lắm. Tại vì là mọi người đều thích màu tối. Mọi người bảo là em lấy nhiều về nhiều màu tối đi. Bởi vì là màu tối thì nó dễ đi với cả dễ phối đồ ấy ạ. 300k mọi người nhá. Mã 28, size 42. 300k. Tiếp theo lại một đôi Nike nữa này. Đôi Nike này thì rất là mới nhá. Nike ra rất là nhiều mẫu, rất là đẹp, rất là trẻ trung nhá. Đôi này rất là mới này. Em zoom gần cho mọi người xem là mọi người có thể biết là độ mới nó như nào rồi. Hàng của bên em hoàn toàn hàng tuyển thôi, em chọn từng đôi một đấy. Đôi này có mã là mã 10 nhá. Chân 43. Mã 10 chân 43 mọi người nhá. Mã 10 chân 43. Mã 10 chân 43. Đôi này thì có giá là 350k các anh nhá. 350k này. 350k. Tiếp theo này, một đôi đến từ thương hiệu Adidas nhá. Màu đen đến từ thương hiệu Adidas này. Màu đen đến từ thương hiệu Adidas. Đôi này thì có mã là 321 nhá. Chân 42,5 43 đi vừa các anh nhá. Chân 42,5 43 đi vừa. Chân 42,5 43 đi vừa. Đôi này thì có giá là 350k các anh nhá. 350k. Em zoom gần này. Này. Rất là nhẹ luôn. Rất là mới. Đấy, em zoom gần cho mọi người xem này. Là mọi người biết độ mới và hàng nghề bên em là toàn hàng tuyển thôi. 350k nhá, quá xứng đáng luôn. 350k cho một đôi giày. Nói chung là mới, đi rất là nhẹ, rất là ôm chân và em đảm bảo luôn là giá của bên em ấy so với các bên khác ấy đảm bảo là rẻ. Em đảm bảo là rẻ hơn này. Thứ nhất là hàng nhận về mình rất là chất lượng nhá. Đấy. Mã 321 chân 42 nhá, 350k. Tiếp theo là một đôi Nike màu đen nữa nhé. Mọi người mà thích đôi nào thì nhớ kết bạn Zalo với em nhé. Chụp hình gửi cho em hoặc là đọc mã đọc size nhé.
gặp mã đọc sai thì em sẽ tìm và chụp chụp cho mọi người hình ảnh thực tế nhất giày ở bên ngoài nhá. Đôi này có mã là 3 mã là 20, chân 40,5 41 đi vừa nhá các anh nhá. Đấy, rất là đẹp này, rất là mới, form rất là đẹp luôn. Đôi này thì cũng có giá là 350k các anh nhá. 350k. Tiếp theo này, một đôi đến từ thương hiệu Adidas. Adidas nhá. Giày hàng mới về, em còn chưa kịp thắt dây làm cái gì luôn mà đã vội lên cho mọi người luôn rồi đấy. Em zoom gần cho mọi người xem này. Này, rất là đẹp nhá. Này, mới này. Rất là mới luôn. Đôi này có mã là 328 nhá, chân 43 nhá. 328 chân 43. Đôi này có giá là 300k thôi nhá. 328 chân 43 này. 300k. Tiếp theo lại một đôi Nike nữa nhá. Đôi này chân chắc cũng to đấy. Đôi này là có mã là 29 nhá, chân 43 nhá. Mã 29 này, chân 43 này. Em zoom gần cho mọi người xem. Mọi người thấy mới không? Mới, rất là mới luôn. Đôi này thì mã 29 chân 43 nhá. Mã 29 này, chân 43. Mã 29 chân 43 mọi người nhá. Mã 29 chân 43. Đôi này thì có giá là 350k mọi người nhá. 350k. Hàng em lấy về rất là đẹp. Rất là mới. 350k mọi người nhá. Tiếp theo là một đôi Nike nữa nhá. Một đôi Nike. Em zoom gần cho mọi người xem này. Mọi người thấy không? Đế rất là mới nhá. Đôi này có mã là 19 nhá, chân 42 nhá. Mã 19 nhá, chân 42 nhá. Mã 19 chân 42. Đôi này thì có giá là 350k nhá. 350k các anh nhá. 350k. 350k. Đợt này em lấy về nhiều Nike với cả Dad lắm. Rất là mới, rất là đẹp. Anh nào mà thích đôi này thì các bạn Zalo gửi hình cho em nhá. Tiếp theo lại một đôi Nike nữa này. Đôi này thì là mã 26 chân 41,5 42 đi vừa nhá các anh nhá. Chân 41,5 42 đi vừa. Đôi này thì có giá là 300k các anh nhá. 300k này. 300k. Đôi này pha phối rất là đẹp nhá. Rất là đẹp ạ. 300k mọi người nhá. Tiếp theo lại một đôi Nike nữa này. Đôi này thì đế rất là cao. Nhìn rất là chơi, rất là thể thao ạ. Đôi này thì có mã là 00 nhá, chân 40,5 nhá. 00 chân 40,5 ạ. Chân 40,5 đi vừa nhá. Đôi này thì có giá là 200k nhá mọi người nhá. 200k. 200k. Rất là mới, rất là đẹp. Nhầm, em nhầm giá 300k nhá mọi người nhá. 300k. Mã 00 này, chân 40,5 300k mọi người nhá. Đấy, rất là mới nhá, rất là đẹp này. Em zoom gần cho mọi người xem. Đấy, mới. Mới nguyên. Tiếp theo này. Mã 37 nhá, chân 44 nhá. Mã 37 này, chân 44 này. Mã 37 chân 44. Mã 37 chân 44 nhá. Mã 37 này, chân 44 này. Mọi người thấy mới không? Hàng em toàn hàng tuyển thôi. Mã 37 chân 44 nhá. Anh nào mà thích đôi này thì các bạn Zalo gửi cho em nhá. Mã 37 này, chân 44 này. Tiếp theo lại một đôi Nike nhá. Hàng rất là đẹp. Rất là mới. Em mới lấy về đấy. Nhiều hàng quá, em phải lên lần lượt cho mọi người. Nhiều hàng lắm, em còn chưa chọn được luôn ấy, chưa làm được. Đôi này có mã là
18 nhá, chân 43 nhá. Mã 18 này, chân 43 đi vừa. Mã 18 chân 43 đi vừa các anh nhá. Đôi này có giá là 350k ạ. 350k mọi người nhá. 350k. Tiếp theo một đôi đến từ thương hiệu New Balance nhá. Đôi này rất là đẹp nhá. Đôi này mã 307 chân 42,5 43 đi vừa các anh nhá. Đôi này có giá là 300k ạ. 300k mọi người nhá. New Balance. Mọi người nhìn này, rất là mới. Rất là mới ạ. Các anh nhìn đấy thì biết này. Rất là mới. 300k nhá. Tiếp theo lại một đôi giày đến từ thương hiệu Acid nhá. Acid này. Đôi này thì rất là đẹp, pha phối rất là đẹp nhé. Có mã là 3107 4 chân 42,5. Mã 107 chân 42,5. 43 đi vừa các anh nhá. 43 đi vừa, chân 42,5 43 đi vừa. Đôi này thì có giá là 300k nhá. 300k. Mọi người thấy đẹp không? Nói chung là em không có từ gì để diễn tả nữa, bởi vì là hàng của bên em thì đảm bảo là hàng chính hãng, mọi người có thể check trước khi nhận hàng nhá. Còn giày thì rất là mới, độ mới rất là cao. Tiếp theo lại một đôi Nike màu trắng này. Nike màu trắng nhá. Nike màu trắng. Đôi này thì rất là mới, còn rất là mới mọi người ạ. Còn rất là mới nhá. Còn rất là mới. Em zoom gần cho mọi người xem này. Mọi người thấy đẹp không? Rất là mới này, đế này. Không có từ nào để diễn tả. Đôi này thì có giá là 300k nhá. Quá xứng đáng cho một đôi giày hàng hiệu chính hãng mà chỉ có giá là 300k thôi. Tiếp theo này. Đôi này thì có mã là X36 nhá. Chân 42 nhá. X36 ạ, chân 42 nhá. X36 chân 42. X36 chân 42. Đôi này có giá là 350k mọi người nhá. 350k. Em zoom gần cho mọi người xem. Mọi người biết màu trắng. Màu trắng mà nó cỡ này là biết là nó mới như thế nào rồi đấy. Nhá mọi người nhá. Tiếp theo là một đôi giày da lộn nhá. Da lộn đến từ thương hiệu Stryker. Em lên cho mọi người xem. Da lộn thì thứ nhất là rất là bóng, thứ hai nữa là đi chỉ cần bẩn một xíu thôi là mình có thể lau qua cái là nó lại mới như gì ấy. Đôi này có mã là 36 chân 41 nhá. Mã 36 này chân 41, mọi người thấy mới không? Mã 36 này chân 41 nhá. Đôi này có giá là 350k nhá. 350k. 350k mọi người nhé. 350k. Tiếp theo này một đôi đến từ thương hiệu New Balance nhé. Đôi này thì chân rất là to đấy. Anh nào mà chân to là không thể đỏ lỡ đôi này đâu. Đôi này có mã là 02 nhá. Chân 4,5 45 đi vừa nhá. Chân 44,5 45 đi vừa các anh nhá. 44,5 45 đi vừa. Đôi này thì có giá là 350k. 350k mọi người nhá. Các anh thấy đế mới không? Quá mới. Tiếp này, một đôi giày cá sấu nhá. Đôi này có mã là 18 nhá. Mã 18 này, cũng chân 44 nhá. Anh nào chân 44 là đi vừa này. Chân 44 là đi vừa. Chân 44 là đi vừa nhá anh nhá. Rất là mới, rất là đẹp này. Đôi này thì có giá là 350k nhá. 350k. 350k. Mã 18 chân 44 đấy. Tiếp theo nhá. Để kết thúc chương trình live tối nay thì đến với cả một đôi giày đế bằng nhá. Cũng da lộn. Đôi này rất là đẹp. Đôi này thì thương hiệu là McLaughlin nhá. Sản xuất tại Los Angeles nhá. Đôi này có mã là 305
siêu phẩm luôn đấy ạ, 305 chân 42 nhá. 305 chân 42 này, rất là mới này. 305 chân 42 nhá. Đôi này thì có giá là 400k các anh nhá, 400k. Rất là đẹp ạ. Rất là đẹp. Anh nào mà thích đôi này thì các bạn Zalo với em, chụp hình gửi cho em nhá, hoặc đọc mã đọc size cho em nhá. Chương trình live tối nay đến đây là kết thúc nhá. Chắc là shop Tuấn Hương sẽ nghỉ trong vòng 2 ngày tới nhá. Mọi người sẽ không thấy lên video bởi vì là em với cả gia đình là đi Hạ Long nhá. 2 ngày sau thì khi bên em Hà về thì sẽ cập nhật các mẫu mới và sẽ lên video cho mọi người nhá. Để mọi người không phải chờ lâu nhá. Em cảm ơn mọi người. Em chào mọi người nhá.